Chào cả nhà thân yêu, mình với mẹ mình hôm nay tiếp tục mình đi ra phía ngoài đồng để mà mình thăm mấy cái bãi cá mình phía ngoài đồng á cả nhà, để mà mình lấy một vài cái mình di dời vô phía bên trong để mà mình chế tạo thành một cái bãi cá mới nha. Nãy giờ hai mẹ con mình ở trong nhà suy nghĩ xong rồi mình nói thôi để nay mình làm thử cái cách này, thử coi từ cái bãi này mà mình đổi lại như vậy có thành công không. Tại vì cái bãi này thì bình thường thì nó chỉ là bãi cá, bãi tép. Thì có một số bạn thì bãi được cá, một số bạn thì bãi được tép giống như mình. Thì nay mình sẽ lên trển mình lấy xuống để mà mình bẫy thử coi có cá mới không nha cả nhà. Thì đây mẹ mình đang bơi xuồng nè. Đây buổi chiều mình đi ra phía ngoài đồng. Sẵn rồi mình thăm mình quay cho cả nhà xem luôn rồi mình mang vô trong luôn. Đây cả nhà ơi, đây là cái lồng bắt quái nè. Mình có mấy cái nè. Giờ mình ra mình thăm. Ui, ốc vô ốc à? Ốc với tép. Tép mấy con? Ôi, cái này xúc cái đầu mày ra rồi. Tép ra hả? Xúc hình ra tép ra hả? Xúc không có cái đầu mấy. Cái hôm mấy con này đã nổi. Giờ mình cuốn mình dời qua bên kia mình đặt. Mẹ cuốn luôn à? Cuốn dời qua bên kia mẹ nè. Dạ. Con tính cuốn một cái mình là bảy à? Mẹ tính cuốn hết luôn hay gì? Cuốn cái này cái này đi qua bên kia bảy thôi. Vậy hả? Vậy cũng được. Mà cái đó bị bung hư rồi sao? Nó cứ đầu như này nè. Thôi cuốn cá trên đi. Nói mình sửa lại. Đi tiếp nè. Đi sim này nuôi nó bay quá trời luôn cả nhà ơi. Nước lên ngập lên luôn rồi. Mưa lớn quá, nước nó ra trong cái bờ trống của mẹ nó bị ngập luôn, xém xém trong cái căn cửa luôn. Tép nữa cả, tép nhiều hơn kia mẹ. Cái này có bộ yên nè. Cái này hôm nó dày hơn à. Xong rồi. Giờ mình đi qua phía bên kia nha cả nhà. Giờ hai mẹ con mình sẽ đi qua phía bên kia mình đặt nha. Đi mẹ. Đã, kiểu như mình ấy lâu ngày quá nó bị cong á cả nhà. Mình để dưới nước lâu ngày quá. Cả nhà ơi, giờ mình sẽ qua phía bên kia nha cả nhà. Mình đưa cái này xuống dưới nhưng mà mình
ăn liền luôn. Ôi đây có phong bì biển, xíu giờ mình hái nha. Ngay chỗ đó này quá, đó cá khúc đó, đó đó. Ừ. Con dám động con thả chớn. Chừng cái nào xuất cái đầu trong cái thai con mới vịn thôi nhỉ. Không được, con cắm cây xuống trước đi. Ừ, cắm cây xuống trước rồi con khổng á. Ở đây được không hay mình làm đó? Lại đằng đó. Ngay chỗ đó cũng được. Dạ. Ngay chỗ đó cũng được. Hay hay. Đây đi. Ở ngay chỗ này nè. Con bơi lái mẹ đi trước. Ngay cái bụi luôn luôn. Bơi nhỏng rồi mạnh cái lái này lên. Ừ. Cái con gì nó ăn mắm kìa con ơi. Kìa cả nhà. Cả nhà giờ ông cá nó ăn mắm kìa. Con gì vậy? Cá. Cá gì dữ vậy? Ôi cá nó ăn mắm rồi cả nhà. Hay mình đặt ở đó đi. Chừng con cá cơm. Mình đặt ở đó đi mẹ ơi. Hả? Mình đặt ở đó đi. Yeah. Hả? Cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy nó ăn mắm cỡ vậy. Quá trời luôn rồi. Cái này là gần gần bé. Gần bé đường nước. Chúc Phương tranh thủ gần nổ cái cây. Nhổ cái cây đem lại chỗ hướng khác nha cả nhà. Gọi ơi nó lậu đi, gọi con cứ sụp đã xuống đây. Đây đất cứng. Cứng hả? Vậy là cho nó ra ngoài mẹ bông súng á, tôi muốn. Hắn nó đi rồi, ông bỏ cục mộ vô chưa? Bỏ
con mồi vô đi rồi hả? Thấy mẹ thấy con mồi lấy con với vợ mẹ kìa. Nè. Đây mình có mồi nè. Rồi rồi, hả mạnh. Rồi hả hay hơi cho ngập hơn mà rồi rồi. Đây nó vô cục bình cục con muốn quá trời luôn, đừng động nữa rồi thả nó đi. Cái ga hướng hướng xích trên đó đi. Dạ. Bơi cái ga hay xích trên đó là nó động nó đi ngược cái lại. Nó khó ra ghê á. Cái gô ú ị luôn cả nhà ơi. Nè, anh có
cái gió của mình được nhiều đó. Có được mấy con ly kia nữa nè. Gói luôn nha mẹ. Ăn này có nước. Nước. Ôi, ôi trời bụi đó. Bụi trắng nhảy lên bờ. Bông biển. Bỏ cá vô xô đi, bỏ con biển vô gỗ. Còn giặt cái nổ xuống nước rồi. Gỗ này có sẵn trên ghe mình. Phơi nắng phơi sương nhưng mà nó hạnh vậy luôn. Đau quá. Mình đi mình không có đem gỗ theo. Nghe trên quá chừng. Nhiều quá nè. Cái bông màu bạc này ăn mấy không? Lúc trước ở quê cua nhiều lắm. Nhưng mà do là mình làm ruộng á, thành ra là tiêu diệt nó từ từ cũng ít đi rồi. Cái lúc trước nhiều lắm. Ở nhà mình thì mới lên được mấy bụi mà nó mới tới bụng của mình à. Nó chưa có bông. Này có trái nữa. Nó trái nó tương tự giống như là trái của xua đũa vậy đó. Mình cũng có trồng xua đũa nữa. Có bông rồi mà chưa có nhiều. Hồi nhỏ mình có bông nhiều cái mình quay cho cả nhà xem. Xem đến đây nhấn cho mình xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ những video kế tiếp của hai mẹ con mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn.